Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ tư ngày mùng 4 tháng 3 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin thiệt hại đang lan rộng tại thị trường bất động sản tại Việt Nam. Đánh giá của ngân hàng HSBC Bank đã chỉ ra du lịch và các ngành liên quan như bất động sản, nghỉ dưỡng đang chịu tác động tiêu cực to lớn nhất từ dịch do virus corona gây ra tại Việt Nam. Công ty chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, viết tắt là BSC, nhận định loại virus corona này sẽ có tác động khác nhau trong từng ngành, từng phân khúc của bất động sản. Đây là hình ảnh tác động của dịch SARS lên tổng thu nhập quốc dân GDP của các nước trong khu vực ở giai đoạn quý 2 đầu năm 2003 khi dịch này bùng phát, và tương tự như bây giờ thì cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Theo báo cáo, nhìn chung dịch bệnh virus corona sẽ chủ yếu đa phần có những tác động tiêu cực trực tiếp và gián tiếp đến các ngành kinh tế của Việt Nam. Theo đó, một số ngành bị ảnh hưởng tiêu cực có thể kể đến như hàng không, tiêu dùng, cảng biển, vận tải biển, thủy sản, xi măng, dầu khí và nhiều ngành khác. Trong khi đó, một số ngành bị ảnh hưởng gián tiếp được BSC đánh giá trung lập như bất động sản thương mại, ô tô, thép, điện, ngân hàng, ô tô và cao su. Ngành bất động sản thương mại, trong đó đặc biệt phân khúc trung cấp bình dân, sẽ không chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực từ dịch virus corona gây ra do nhu cầu thực mua nhà để ở và sinh sống là trong dài hạn. Tuy nhiên, báo cáo cũng lưu ý về ảnh hưởng của dòng tiền nước ngoài đối với phân khúc sang trọng và cao cấp. Đây là phân khúc có mức tăng khá nóng trong vài năm gần đây. Mặc dù vậy, báo cáo cho rằng mức độ ảnh hưởng theo hướng tiêu cực tương đối thấp do tỷ lệ tối đa cho người nước ngoài sở hữu căn hộ chỉ ở mức 30%, và nguồn cung trong năm 2020 vẫn còn khá hạn chế do các vấn đề liên quan đến thủ tục phê duyệt và pháp lý của các dự án. Và ngành bất động sản, nghỉ dưỡng chịu nhiều tác động tiêu cực hơn từ virus corona, với việc ngành du lịch, dịch vụ và lưu trú đã bị ảnh hưởng trực tiếp từ dịch này. Điều này gián tiếp mang đến ảnh hưởng tiêu cực trong ngắn hạn cho đến nhu cầu thuê bất động sản, du lịch và condo hotel tại các tỉnh, thành phố ven biển Việt Nam. Đây là hình ảnh các villa thuộc khu nghỉ dưỡng resort Vinpearl của Phú Quốc. Mỗi căn có trị giá từ khoảng 50 đến 70 tỷ đồng Việt Nam. Báo cáo vừa nêu đã nhận định như sau. Dịch vụ du lịch và lưu trú đã bị ảnh hưởng trực tiếp, sẽ gián tiếp ảnh hưởng tiêu cực đến các nhu cầu cho thuê bất động sản, du lịch và condo hotel trong ngắn hạn. Từ ngày 30 tháng 1, BSC đã khẳng định ảnh hưởng của dịch virus corona lên thị trường bất động sản mang tính trung hạn và lưu ý các mã cổ phiếu sẽ bị ảnh hưởng mạnh, bao gồm của công ty cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc Nova, NDN của công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà Đà Nẵng và công ty cổ phần tập đoàn COE, VIC của tập đoàn Vingroup của công ty cổ phần này và PDR của công ty cổ phần phát triển bất động sản Phú Đạt, FLC của công ty cổ phần tập đoàn FLC. Báo cáo cũng chỉ rõ loại virus corona sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến nhu cầu cho thuê bất động sản du lịch và condo thuê, đặc biệt trong đó các tỉnh như Nha Trang, Đà Nẵng, Bình Thuận, Ninh Thuận, Hạ Long và trong dài hạn. Trong trường hợp ở Việt Nam bị lây từ dịch này mở rộng ra thì sẽ gây ảnh hưởng đến nhu cầu mua bán bất động sản nói chung của toàn bộ Việt Nam. Một người làm việc nhiều năm trong lĩnh vực kinh doanh du lịch và bất động sản tại Phú Quốc, không muốn nêu danh tính, đã khẳng định với truyền thông quốc tế báo cáo của công ty BSC là chính xác. Ông cho biết tình hình du lịch tại Phú Quốc bị ảnh hưởng nặng nề do dịch virus corona gây ra. Ông nói, quá nghiêm trọng tại vì tăng trưởng du lịch khoảng 30 mấy%, còn hiện nay mức tăng trưởng chưa được 5%. Do đó, các doanh nghiệp có triển khai nhiều dự án bất động sản nghỉ dưỡng trong ngắn hạn sẽ đối diện nhiều hơn với khó khăn trong việc mở bán dự án, dẫn đến ảnh hưởng đến nhu cầu thu tiền so với kế hoạch mở bán trước đó đã được đặt ra. Đây là hình ảnh biểu đồ thể hiện mức độ đóng góp của khách du lịch Trung Quốc vào GDP, tổng thu nhập quốc dân ở các nước châu Á vào năm 2018. Trước những biến động ngắn hạn, nhiều chủ dự án
gặp khó khăn về dòng tiền khiến họ cân nhắc bán tài sản hoặc tìm đối tác để đầu tư. Trao đổi với Forbes Việt Nam, ông Ray Clement, giám đốc điều hành Savitz Hotel châu Á-Thái Bình Dương, cho rằng với diễn biến hiện nay, phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng bên bán gặp nhiều khó khăn hơn do tác động tiêu cực của dòng tiền. Trong khi bên mua, các nhà đầu tư luôn có sẵn nguồn tiền để tiến tới các giao dịch. Sự thiếu hụt dòng tiền làm gia tăng áp lực tài chính, đặc biệt đối với các dự án có tính đòn bẩy cao, khiến chủ đầu tư phải bán tài sản hoặc tìm đối tác để rót vốn. Ông nói, dự kiến năm nay sẽ có nhiều dự án được chào bán tại Việt Nam và các nước lân cận, đặc biệt ở các điểm đến ven biển vì là những nơi phải đối mặt với sự sụt giảm lượng du khách. Trong báo cáo đánh giá tác động của dịch virus corona gây ra trên thị trường bất động sản châu Á, Jones, tập đoàn đến từ Mỹ, xếp thứ 2 trong ngành tư vấn bất động sản thương mại, cũng nhấn mạnh dịch bệnh không chỉ ảnh hưởng đến nhu cầu du lịch của khách Trung Quốc, mà còn ảnh hưởng đến dòng vốn từ Trung Quốc đổ vào các thị trường bất động sản tại châu Á. Và trên thực tế, thị trường bất động sản ở Việt Nam đã có dấu hiệu giảm sút từ cuối năm 2018, và dịch virus corona đã làm cho tình hình trở nên càng khó khăn và nguy ngập hơn. Đây là hình ảnh một cửa hàng trên đường Nguyễn Tri Phương, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, treo bảng cho thuê nhiều ngày qua nhưng vẫn chưa có giao dịch nào thành công. Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, viết tắt là VNEA, ông Nguyễn Trần Nam, đại diện tại diễn đàn Bất động sản Việt Nam diễn ra ngày 27 tháng 11 năm 2019, cho biết rằng thị trường bất động sản tại Việt Nam trong giai đoạn 3 năm qua gặp nhiều khó khăn và biến động. Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam trưng dẫn số liệu thống kê cho thấy thị trường bất động sản Việt Nam đi theo hướng giảm trong quý 3 năm 2019. Nhất là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thì giảm rất nhiều. Đài FA tại Mỹ được một nhân viên phụ trách dự án của một công ty kinh doanh bất động sản tư nhân ở Sài Gòn lý giải vì sao thị trường bất động sản Việt Nam bị sụt giảm kinh khủng như vậy. Bị chậm là do một số dự án ma nhiều quá nên khách e ngại. Tình hình dịch virus corona thì những khách hàng tiềm năng rất lo sợ và người ta không đầu tư nữa. Họ lấy tiền đi ra nước ngoài lánh nạn. Do đó bất động sản bị ảnh hưởng bởi không có những khách hàng lớn. Còn những khách hàng nhỏ thì họ sợ. Tình hình dịch bệnh căng thẳng không biết họ có tiền hay không. Và lại họ cũng ngại ra đi. Hiện tại các dự án muốn bán thì phải có các sàn giao dịch mở và để người ta giới thiệu. Tuy nhiên không được những tổ chức nên khách hàng không biết thông tin nhiều về những sàn giao dịch này. Đồng thời, tâm lý về các dự án ma còn rất nặng nề, do đó tình hình bất động sản đều bị ảnh hưởng hết. Và chắc chắn hậu quả của sự sụt giảm trong thị trường bất động sản Việt Nam sẽ làm nhiều nhà đầu tư lâm vào tình cảnh bi đát, thậm chí còn có tác dụng tiêu cực đến thị trường tài chính trong nước và sẽ còn nhiều công ty phá sản vào thời gian tới. Đây là hình ảnh dự án khu dân cư Bình Khánh tại Sài Gòn. Dù đã xong hạ tầng nhưng không thể triển khai vì vướng mắc thủ tục cũng như gặp phải đại dịch virus corona gây ra. Những người làm việc trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản mà đài FA liên hệ cho biết không ít doanh nhân trong lĩnh vực này đang gặp tình huống sống dở, chết dở. Vị doanh nhân ẩn danh ở Phú Quốc nhấn mạnh thêm như sau. Nhiều lắm, nhiều người bị chết là do họ vay chứ không phải tiền nhàn rỗi. Chuyên gia Savitz Hotel ở châu Á-Thái Bình Dương nhận định thị trường bất động sản sẽ bị ảnh hưởng đến hết quý 2 năm 2020 và hy vọng sẽ hồi phục sau 6 tháng cuối năm nếu như dịch virus corona được kiểm soát tốt. Về hậu quả trước mắt, tiến sĩ Vũ Quang Việt, chuyên gia kinh tế từng làm việc tại Cục Thống kê Liên Hợp Quốc cho rằng hậu quả có thể sẽ rất nghiêm trọng. Từ Hoa Kỳ, tiến sĩ Vũ Quang Việt lên tiếng với đài FA tại Mỹ như sau. Sắp tới, kinh tế Việt Nam đương nhiên sẽ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh này. Đầu tư địa ốc từ nước ngoài ở Việt Nam có thể sẽ giảm. Do đó, khu vực bất động sản sẽ cực kỳ khó khăn. Như vậy, một số đại gia trong ngành này sẽ phá sản và lôi kéo tình trạng khủng hoảng tài chính của Việt Nam. Và để khắc phục hậu quả, trong ngắn hạn, Ngân hàng Nhà nước đã đề ra các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư. Trong dài hạn vẫn còn là một điều muôn thuở, Việt Nam cần thực hiện những cải cách về pháp lý, đặc biệt trong vấn đề về quyền sở hữu để tận dụng trào lưu mua bất bán bất động sản nghỉ dưỡng tại các nước đang phát triển của những người đến tuổi
về hưu ở Mỹ và châu Âu có thể về Việt Nam để đầu tư những căn nhà cho mình. Đây là hình ảnh những người khách du lịch quốc tế tới Việt Nam đi du lịch, nhưng trong thời điểm này số lượng khách đã bị giảm một cách rất lớn. Ngân hàng Nhà nước vào ngày 24 tháng 2 năm 2020 đã ban hành công văn số 117 yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện các giải pháp hỗ trợ cho khách hàng do ảnh hưởng của dịch cúm Corona gây ra. Theo đó, các tổ chức tín dụng phải áp dụng thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng đối với khoản nợ bị ảnh hưởng bởi dịch và có dư nợ gốc và lãi đến kỳ hạn trả nợ trong thời gian từ 23 tháng 1 năm 2020 cho đến ngày 31 tháng 3 năm 2020. Về dài hạn đối với thị trường bất động sản Việt Nam, tiến sĩ kinh tế Nguyễn Huy Vũ ở Na Uy lưu ý đến trào lưu những người đến tuổi nghỉ hưu ở Mỹ và phương Tây muốn tìm một nơi thoải mái và rẻ tiền để sống lâu dài lúc về hưu. Do đó, ông cho rằng Việt Nam là một sự lựa chọn tốt của trào lưu này nếu như chính phủ Việt Nam chú trọng tạo điều kiện tốt về pháp lý, quyền sở hữu nhà cửa, miễn thuế thu nhập đối với nguồn gốc người ở nước ngoài và cải thiện hệ thống y tế của mình. Ông khẳng định nhiều người ở châu Âu, Mỹ chọn nghỉ hưu ở Việt Nam sẽ là những khách du lịch dài hạn, thậm chí trong nhiều trường hợp trở thành những nhà đầu tư. Làm được vậy sẽ giúp ngành du lịch đa dạng hóa nguồn khách du lịch, bớt giảm phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc, tăng nguồn thu ngoại tệ, kích thích đầu tư ở trong nước. Nhưng dường như dựa dẫm vào Trung Quốc đã là bản năng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bởi dù sao, người đứng đầu đảng, nhà nước là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã rất già nua và cổ hủ, lại chỉ được đào tạo về ngành xây dựng đảng từ thời Liên Xô chưa sụp đổ. Họ không có kiến thức về kinh tế thị trường của những nước tư bản, dân chủ và tự do. Và tất nhiên qua việc virus corona lan tràn lần này thì đây cũng là một cơ hội để đa dạng hóa nguồn thu ngoại tệ, góp phần giảm bớt phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc. Nhưng liệu nhà cầm quyền Cộng sản tại Hà Nội có tiếp tục bỏ lỡ cơ hội để đổi mới kinh tế và ngay cả chính trị hay không là một câu hỏi đang mở ra. Cảm ơn các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Tư, ngày 4 tháng 3 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất để phục vụ các bạn. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, Trung Khoa, chào các bạn.